gì ơi, em đang làm gì đó? Em gì ơi, trời ơi, dáng đẹp quá cho anh làm quen nha. Trời ơi, dáng đẹp chưa kìa. Em ơi, em. Ủa, em có bị câm hay bị điếc vô sao không trả lời em? Trời ơi, nó trả lời được mà nó không trả lời mình. Chảnh á em. Trời ơi.